my god.아, 우리 다섯 개다. 여기 다섯 개네. 다섯 개잖아. 아. 버스인가? 어? 컵, 컵. 대사 lại có năm, có năm. Hôm nay là ngày các cô gái có quyền lựa chọn chàng trai cùng ăn trưa với mình. Hiện tại, trên bàn có 5 món ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các cô gái hãy chọn một món ăn mà bạn yêu thích và đứng phía trước món ăn đó. Rayon, vui lòng chọn ra một món mà bạn yêu thích. Bây giờ là gì? Hả? Gì? Bây giờ Chibuyoki. Chắc chắn là người Hàn Quốc làm cái món này. Nó là cái gì vậy? Thịt cung trung là trong cái cung điền á anh. Cung điền cơ? Dạ. Cái này ngon không, Harry? Cái này thì tùy theo cái người đó nấu như thế nào anh. Nhưng mà món này cũng là khá là ngon chứ. Món này là đầu bếp làm rồi. Món này không phải của ai rồi. Đúng. Phải là nấu đầu bếp chứ sao mấy được. Bún thế? Cung trung tteok bok kìa. Ơ? Tteok bok kìa. Cung trung tteok bok kìa. Bún thế? Cái này làm sao được? Wow, cái này ngon quá. Đây kìa, cung trung tteok bok kìa. Ngon quá. 뭔가 마이클이 한국 음식을 했을 수도 있겠다라는 생각을 들었거든요. 당근이 이렇게 막 예쁘게 꽃처럼 썰려 있길래 그런 섬세함은 마이클밖에 없거든요. 그래서 아, 한식을 했구나. 아, 일단 여기 있어야겠다. 라이언 말 뭐 이거야? 로이 라이언 말 로이. 어 떡볶이는. 어, 떡볶이는 나 좋아하긴 한데 나 꼭 고기 더 좋아해. 나 고기. 고기? 어, 스테이크. 오케이. Thực ra lúc đấy em đoán đến khoảng 90% là anh Michael làm. Ủa mà nhìn đẹp quá ha, nhìn nó rất là bài bản ghê luôn. Chọn đúng đúng Michael luôn kìa. Cô này thông minh lắm, trời ơi. Anh ấy là một người nấu ăn rất giỏi, đặc biệt là món steak. Là cái món mà anh ấy cảm thấy tự tin nhất khi nấu ăn. Chính vì thế nên em đã nghĩ là cái món đấy là do anh Michael làm. Yêu vừa. Trời, 월남쌈. 월남쌈 김밥. 어머, 이거 볶음면. 아, 이게 뭐지? 난 이거. 잠깐만, 잠깐만, 비주얼이. 아니야, 사랑한대잖아. 먹어야 되는 거 아니, 하트 모양이야? 어, 하트, 하트. 하트 모양? 어. 미 bò hạnh phúc á. Mì trộn. Ôi dồi ôi, trái tim nữa. Mì này có ai nè? Ô con. Ô con. Nhìn cái video là rất là ô con luôn á. 한국 비빔면 같은 게 있더라고요. 그래서 아 이거다. 그런데 거기에 고기까지 얹어져 있다? 이건 너무 취향 저격이다 싶었고요. 이제 피날레로 또 하트 모양으로 만들었잖아요. 누군지 모르겠지만 되게 귀엽다 해서 골랐어요. 사 gói xấu như thế này nhỉ? Bảo mà xấu thật. Cao đường. Nhìn cái video nó rất là mắc cười á. Cái gói quấn như một cười lắm. Oh my god. 어떻게 그럴 수가 있어. 어떻게. Thì cái gỏi cuốn kia thì nó khá là không chỉnh chu lắm. Tại sao trong thời gian quá lâu như vậy mà món gỏi cuốn này nó vẫn chưa hoàn hảo à, mình vẫn có câu chuyện để mình xây dựng để cho các bạn người chơi với mình có một cái khoảng thời gian vui vẻ chứ không có bị
lãng phí. Thường là người ta thấy cái gì mà xấu quá người ta không có chọn. Sẽ không chọn. Mà bạn này chọn mà cũng nói thẳng luôn là chọn vì xấu. Cũng cá đặc biệt tính mà. Cá tính mà. Nhiều khi cái khúc này là Huy sẽ thể hiện nhiều hơn. Và Quyên cũng kiểu bắt chuyện dễ, biết nắm Huy như thế nào. Đúng rồi đó. Dẫn dắt Huy một chút. Ôi xấu dữ. Không được nữa. Kim bap do 맛있긴 한데. Kim bap? Ne? Ne? Oh, steak. Steak. Rồi mặt đơ, mặt đơ, mặt đơ. Thế cái này ngon nha. Em cảm thấy không vui lắm ạ. Hầu hết là các bạn đang cố tình chọn mỗi người một món ăn để có thể nói chuyện với kiểu chia đều ra để có nói chuyện với nhau ấy. Nhưng mà lúc đấy thì Linh đã chọn cái món trùng với món của em và em cảm thấy không vui lắm. Vân vân quá. Thế là Linh đã quyết định mạo hiểm và chọn món ăn mà mình cảm thấy ấn tượng nhất. Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ công bố chủ nhân của từng món ăn. Ryan là không có ai đúng không? Tại vì cái món đấy là không phải là anh nào trong cái hội để nấu. Ryan của tôi. Xin mời người làm món ăn đầu tiên, gọi cuốn xuất hiện. Wow. Ủa. Oh. Tại sao có thể xấu như vậy? Quá là ok luôn nha chứ. Lần đầu tiên làm rồi đấy. Nhưng mà xấu như vậy có thể thu hút quá nha. Tại sao lại đi chọn nó? Tại vì nó bảo xấu nhưng mà vẫn chọn. Tại vì nó xấu. Why? Tại vì tò mò cái người làm xấu như vậy. Thấy không? Mình đã dùng một thời gian rất là lâu để đợi. Em nghĩ là không có ai chọn. Nhưng mà đến lúc đi ra là rất bất ngờ. Dễ thương. Tại vì thực ra cũng xui thôi, đây không phải là sở thích của bạn ý. Chắc bạn cũng không biết nấu ăn, thật sự không hoàn là con số 0 luôn. Nhìn cái mặt này đi, có biết cái gì đâu. Chắc chắn là chỉ có biết viết nhạc và hát thôi. Xin mời người làm món ăn thứ hai, kim bắp cá ngừ xuất hiện. No one? Oh my. Okay. Good. 하려고 했지만 괜찮지 않았고 너무나 많이 착잡했죠. Oh, mình không biết tại sao nó lại quyết định như vậy nữa. Mình không biết thật sự mình đang muốn gì. Dạ, sorry. Oh my god. Mình thích anh đi nước Việt biết người ta làm đồ ăn Hàn Quốc. Thiệt, đúng không? Không tin sao mà thích người Hàn Quốc mà chọn đồ ăn Tây. Xin mời người làm món ăn thứ ba, xích xuất hiện. Mày khứ đình có cắt thầy. Mày khứ đình có cắt thầy. Mày khứ bắn này. Khứ đôi chú ả lắm. Hello.
Hi. Yuna, I was not surprised. I thought Nayeon would choose my dish. And then Ling, I was surprised. Come here, Michael. Xin mời người làm món ăn thứ tư, mì bò hạnh phúc xuất hiện. Oh, okay. Oh wait, this wait. Yeah. Stand next to. Wow. Vũ Cơ thích quá rồi gì nữa. Vũ Cơ muốn tìm hiểu mà. Wow. Vũ Cơ, you're the best. Why did you choose it? It's the heart. The heart. Wow. You're so amazing. I need a heart. Who made that? Like, what? Oh, that was an extra dish. Oh. Extra dishes? Đang có 4 người. Sợ có cái thứ 5. Lúc ấy em bắt đầu lóe rồi. Like I said, I'm not competitive. But I felt something in me where I was like, ah, there's more competition. Maybe a little worried. Xin mời người làm món ăn cuối cùng, tteokbokki hoàng gia. Hãy xuất hiện ngay bây giờ. Oh, wow. 이렇게 완전 커. Damn, you're handsome. You guys are so smart and so creative, you know. Yeah. Rất là hiền, rất là trắng, rất là thư sinh, rất là gọn gàng.